Xin chào quý vị khán giả bốn phương đã đến với chương trình của vùng trời bình yên. Kính thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong một ngày mới, trong tiết trời có thể nói là hết sức là nắng đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Mà xin mời quý vị đến với chương trình bình luận của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe nói rất nhiều nghề khởi nghiệp, và trong đó có nghề bán xôi của cô gái trẻ hết sức nuột nà và xinh đẹp của chúng ta. Tên của cô là Ngô Thị Dung, quê quán ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cao nguyên. Và cô đã về với thành phố Hồ Chí Minh để lập thân lập nghiệp hơn 10 năm nay và qua rất nhiều nghề. Thì bây giờ, bé Ngô Thị Dung của chúng ta cùng với những người anh em của mình đang khởi nghiệp bán xôi, xôi xéo và xôi bắp. Mỗi phần xôi là 15k mà thôi. Mỗi ngày thì bây giờ có 4 xe xôi, hiệu xôi mang tên Củ Lý và bây giờ chuyển thân Ngô Dung. Sau 3 tháng bán xôi khởi nghiệp thì hoạt động kinh doanh của bé Dung của chúng ta cũng như những người anh em khá thành công. Hiện tại thì đã có 4 xe xôi như thế này, và mỗi ngày thì mỗi xe xôi sẽ bán từ 300 cho đến 500 phần xôi. Như vậy là 4 xe xôi mỗi ngày bán dao động tầm 1.000 phần xôi. Như vậy là tương đương với thu nhập 15 triệu đồng của một doanh nghiệp nhỏ. Như vậy là bán từ thứ 2 cho đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. Công việc bán xôi có thể nói là mang cho cô gái rất nhiều những nụ cười và cô tự hào về nghề bán xôi của mình. Cô bảo rằng cô học nghề bán xôi ở rất nhiều những nơi mà chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt cô gái của chúng ta sinh ra có gốc tại vùng Quảng Nam Đà Nẵng, cho nên việc bán xôi đối với cô rất bình thường. Tuy nhiên, để có một cái phần xôi ngon thì cần phải học hỏi quá trình hấp nấu và lựa chọn giống nếp làm sao cho ngon và kết hợp với các hương vị, ví dụ như là hần phi hay là chả bông hay là chả, thật là ngon và dịu dàng buổi sáng. Đặc biệt là gói phải bọc trong một cái lá chuối để giữ cho xôi luôn luôn có mùi ấm nồng thơm ngon. Vâng, cô rất tự hào khi mỗi buổi sáng rất nhiều anh em đồng nghiệp cũng như khách qua đường ủng hộ cô khi biết cô livestream bán xôi qua TikTok và các phương tiện. Vâng, nghề bán xôi mang lại cho bé Ngô Thị Dung của chúng ta hết sức là nhiều niềm vui. Và trong nụ cười của cô, nụ cười của người khởi nghiệp chiến thắng, nụ cười của một cô gái trẻ hết sức là tuyệt vời, có tinh thần, nghị lực và ý chí, cũng như nụ cười cho tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ hôm nay, đặc biệt là thế hệ sinh năm sau 1990, tức là thế hệ 9X và thế hệ 0X. Vâng, chúng ta cần những doanh nghiệp nhỏ, cần những bạn dám nghĩ, dám làm để vươn lên. Và chúng ta chúc cho chương trình khởi nghiệp của bé Ngô Thị Dung của chúng ta cũng như các đồng đội của mình sẽ ăn nên làm ra và phát triển chuỗi cửa hàng tiệm xôi Ngô Dung ngày càng phát triển hơn nữa, có mặt tại ở mọi con đường, mọi con hẻm ngóc ngách của thành phố Hồ Chí Minh và đa dạng hóa món xôi của mình. Ví dụ như bây giờ bán thêm xôi cộng với xôi gà nướng, rồi xôi thịt nướng, rồi thôi xôi gà bóp dầu mỡ, hay là xôi bò. Vâng, rất nhiều. Tức là chúng ta phải đa dạng hóa xôi, ăn với rất nhiều các hương vị khác để làm cho ẩm thực xôi ngày càng mang đến với tất cả mọi người chúng ta. Đặc biệt là chúng ta đang bước vào mùa thu và mùa đông. Mùa này ăn xôi thì hết sức là tuyệt vời, bởi vì thời tiết hết sức là lạnh lẽo và trời hay mưa, cho nên mỗi buổi sáng chúng ta bỏ 15k để ăn xôi. Tuy nhiên không phải ngày nào cũng ăn xôi, tùy vào thu nhập và sở thích của mỗi người. Tuy nhiên xôi là một ẩm thực của Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta là một nền văn minh lúa nước 4.000 năm. Và xôi và gạo là hai đặc trưng mang văn hóa Việt Nam, nhưng đó cũng là mang dáng dấp tâm hồn và khí chất của con người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là những người làm nông nghiệp. Và chúng ta tự hào về đất nước Việt Nam của chúng ta với một nền nông nghiệp phong phú. Và chúng ta tự hào đối với những người con nông dân của chúng ta bắt đầu khởi nghiệp bằng những nghề bán cơm, bán xôi, bán cháo, bán mì. Vâng, bán rất nhiều thứ làm từ nông nghiệp. Vâng, con nhà nông cần phải cần cù chịu khó thức khuya dậy sớm kiếm một đồng tiền ở thành phố. Chúng ta phải hết sức
tử tế và làm những việc mà có ích cho đời, những việc làm đẹp cho xã hội. Và mỗi con người chúng ta là một bông hoa của xã hội. Nếu những bông hoa nở đẹp thì vườn hoa của xã hội sẽ ngày càng tuyệt vời và lan tỏa hương thơm đến muôn nơi. Chúng ta chúc cho cô gái của chúng ta ăn nên làm ra. Chúc cho tất cả khách hàng gần xa sẽ ủng hộ cô gái của chúng ta thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Đặc biệt là các cửa hàng có 5, 7, 10 công nhân làm thuê. Đặc biệt là các quán cà phê nhỏ. Vâng, ăn xôi không chỉ là 15k, mà ăn xôi để nhớ về mẹ cha tổ tiên của chúng ta. Và chúng ta tự hào chúng ta là một nền văn minh lúa nước, khởi nghiệp bằng xôi. Chúc cô bé thành công rực rỡ.